Fiji, quốc gia duy nhất không có người mắc ung thư. Trong nhiều quốc gia phát triển, sở hữu y học tiên tiến vẫn góp mặt đều đặn trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất, thì quốc đảo nhỏ bé, lạc hậu tại Nam Thái Bình Dương, Fiji lại chưa từng ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh ung thư. Phép màu nào đã khiến quốc gia 900.000 dân như Fiji không có bệnh nhân ung thư nào? Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư trên thế giới đang có xu hướng tăng nhanh đáng báo động. Theo số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế Global Can năm 2018, mỗi năm trên thế giới có khoảng 18,1 triệu ca mắc mới ung thư và con số tử vong lên tới 9,6 triệu người. Dự báo năm 2025 tăng lên 19,3 triệu ca mới, trong đó bệnh nhân phần lớn ở các nước đang phát triển. Hầu hết các quốc gia đều có bệnh nhân mắc ung thư. AIIG còn liệt kê ra 25 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư mới cao nhất là Đức, Hàn, Anh, Canada, Hà Lan, Na Uy và Pháp. Trong khi các quốc gia đang phát triển bậc nhất trên thế giới đang đau đầu chống lại ung thư, thì quốc gia nhỏ bé Fiji lại khiến mọi người phải kinh ngạc do chưa từng ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, từ những năm 1971 đến năm 2010, không có trường hợp mắc ung thư nào được tìm thấy trong hơn 900.000 người dân đang sinh sống tại nơi đây. Fiji cũng xem là một trong những đất nước trường thọ nổi tiếng của thế giới. Làm sao lại có điều thần kỳ như vậy? Theo nhiều chuyên gia, điều này là nhờ môi trường và lối sống lành mạnh kéo dài nhiều thế hệ của người dân địa phương. Học theo Fiji để ngăn ngừa ung thư. Sau đây là một số bí quyết giúp người dân Fiji thành công ngăn ngừa các căn bệnh quái ác như ung thư. Duy trì tinh thần vui vẻ, thoải mái. Fiji được đánh giá là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao bậc nhất thế giới. Theo một cuộc khảo sát gần đây, những 89% dân số Fiji cho biết họ rất hạnh phúc. Một phần là do quốc đảo này khá nhỏ nên người dân vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp. Do đó, họ không bị áp lực về kinh tế, công việc, học tập, đè nặng lên cuộc sống. Nhờ vậy, người dân đảo Fiji luôn có tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ nên ít khi bệnh, chứ đừng nói đến ung thư. Thường xuyên vận động. Do vị trí địa lý nằm giữa lòng đại dương nên hầu hết các hoạt động của người dân quốc đảo Fiji đều gắn liền với biển khơi. Để phục vụ cho cuộc sống, họ đều phải học bơi lội từ nhỏ. Điều này không chỉ giúp người dân nơi đây đánh bắt hải sản mà còn là bộ môn thể thao lành mạnh, giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện xương khớp và tăng cường sức khỏe một cách hiệu quả. Bơi lội rất tốt cho xương khớp, cải thiện chức năng phổi. Một nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa bơi lội và cải thiện chức năng phổi. Nghiên cứu đã xác lập một liên quan giữa giảm chức năng phổi với các bệnh lý tim mạch. Nếu bạn có lá phổi khỏe mạnh thì cơ thể sẽ xử lý oxy hiệu quả. Bạn không có cảm giác như bị hụt hơi và giúp phòng chống các bệnh tật tốt hơn. Bên cạnh đó, nó là môn thể thao gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào dòng nước giúp chúng ta thoải mái, thả lỏng tinh thần và giúp đánh tan những căng thẳng mệt mỏi. Ăn hải sản. Vì sống ở biển nên người dân ở Fiji đặc biệt thích ăn hải sản. Tại Nhật, quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, người dân cũng có thói quen ăn hải sản hàng ngày. Một điều đặc biệt ở Fiji đó là người dân nơi đây chỉ ăn hải sản tươi sống, chưa qua quá trình bảo quản hay phơi khô. Hải sản rất giàu chất dinh dưỡng, là nguồn cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và lượng axit béo omega 3. Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Khoa học, Thị giác và Nhãn khoa. Điều tra cho thấy những người tiêu thụ axit béo omega 3 có trong hải sản ít nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực. Bên cạnh đó, tạp chí Science Direct đã đăng tải một nghiên cứu chứng minh việc tiêu thụ nhiều hải sản ở nam giới sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi. Đồng thời, các chuyên gia trên Health Fitness Revolution cho biết sử dụng hải sản giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, tốt cho xương khớp, làn da và tăng cường trí não. Các loại ngũ cốc thô. Một trong những loại ngũ cốc thô mà người Fiji yêu thích là kiều mạch. Loại ngũ cốc này rất giàu cellulose, vitamin D và nguyên tố vi lượng selenium. Kiều mạch còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều các loại ngũ cốc khác. Thậm chí, thực phẩm này còn có khả năng ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả. Theo trang Healthline, kiều mạch có thể điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, nó có thể tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách ổn định huyết áp và lipid trong máu. Thích ăn quả bơ. Người dân trên đảo quốc Fiji trồng rất nhiều cây bơ. Họ thường dùng bơ khô, bơ dẻo để làm thực phẩm hàng ngày. Theo nghiên cứu, quả bơ chứa carotenoid và các hợp chất chống oxy hóa khác giúp ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hóa này ngăn ngừa tổn thương gốc tự do xâm nhập vào cơ thể và phá hủy các tế bào ung thư. Đồng thời, quả bơ còn rất giàu sắt, canxi, đồng, phốt pho, mangan, vitamin C, A, catechins và flavonoids, tốt cho máu, da, xương, giảm cân, giảm tà mòn. Môi trường sinh thái tự nhiên. Người dân ở quốc đảo Fiji rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này được mệnh danh là thiên đường địa giới khi sở hữu các bãi tắm sạch đẹp và bầu không khí trong lành. Đã có rất nhiều du khách trên khắp thế giới đến Fiji để nghỉ dưỡng và hồi sức sau khi trải nghiệm quá trình điều trị bệnh. Đặc biệt, nguồn nước của Fiji vô cùng tinh khiết và sạch sẽ. Cũng chính vì vậy, nước đóng chai của quốc gia này luôn được đánh giá là chất lượng hàng đầu và có giá thành đắt nhất thế giới. Tóm lại, bệnh ung thư bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến di truyền, chế độ ăn uống, môi trường sống và tinh thần. Lý do Fiji có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp nhất thế giới có lẽ là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và người dân luôn duy trì một tâm lý tốt,